39 mất hình một xíu không sao đâu, có tiếng mà. Mình nói chuyện nè. 321 lên nè. Chia sẻ về những cái ứng dụng của máy vạch cũng như là những cái thắc mắc của các anh chị về máy vạch, và em sẽ giới thiệu về một cái bộ bán hàng cơ bản cho các shop online, các cửa hàng để chị có thể tham khảo thêm, cũng như là cái cứu chương trình những cái có những cái giải đáp những cái thắc mắc về những máy vạch và những cái vấn đề anh chị gặp phải khi mà mở cái cửa hàng của mình và những thiết bị bán hàng. Thì anh chị hãy like, share và chia sẻ với những cái anh chị đang cùng kinh doanh cho mình trong cùng lĩnh vực và shop online này, cho mọi người cùng biết và có thể là giúp ích cho mọi người hơn. Nào, xin chào mọi người ạ, mọi người hãy tương tác ạ. Mọi người có những cái câu hỏi nào thì mọi người comment vào trong cái livestream này để có thể là hỗ trợ cho mọi người giải đáp thắc mắc nhé. Dạ xin chào anh Toàn Trần ạ. Thì ngoài cái việc bạn giải đáp trực tiếp trên livestream này thì bên em có đường số hotline ngay ở góc bên phải trên màn hình nè, các chị có thể theo dõi, chúng ta liên hệ trực tiếp vào số hotline đó thì các bạn kinh doanh sẽ liên hệ và hỗ trợ mình ngay tức thì, ví dụ anh chị có những thắc mắc mà cần giải quyết ngay. Dạ anh chị hãy tương tác và chia sẻ ra, vì có những cái câu hỏi, những thắc mắc nào về mã vạch cũng như trong quá trình mình bán hàng hay quản lý hàng tồn kho hay là quản lý cửa hàng, mình đang gặp phải những cái vướng mắc nào mà anh chị chưa xử lý được thì có thể là hãy comment dưới đây, những cái câu hỏi đó bạn em sẽ hỗ trợ cho mình, giải quyết cho mình ạ. Thì khoảng 2 phút nữa thì em sẽ bắt đầu cái chương trình, cái buổi chia sẻ của em trên livestream nè. Lại ha, buổi chia sẻ của em là em sẽ giới thiệu và giải đáp những cái thắc mắc về mã vạch cũng như là cái ứng dụng, cái tầm quan trọng của mã vạch trong cái lĩnh vực là bán hàng. Và cái thứ hai là em sẽ giới thiệu một cái bộ bán hàng cơ bản cho các shop online, các cửa hàng, các shop thời trang mà các anh chị vẫn đang loay hoay tìm kiếm cái bộ bán hàng để nó phù hợp với cửa hàng của mình. Và cái thứ ba là em sẽ giải đáp những thắc mắc của mình về những cái vấn đề mình đang gặp phải trong quá trình mình làm cái cửa hàng và những thiết bị bán hàng về mã vạch. Để còn nào tới thì mọi người hãy comment những cái thắc mắc của mình để mình có thể là hỗ trợ em trực tiếp trong livestream nào.
anh chị có những thắc mắc này anh chị có thể comment ha, em sẽ giải đáp vào cuối chương trình cho mình ạ. Thì em xin bắt đầu cái buổi chia sẻ của mình. Và đầu tiên thì là nội dung của buổi chia sẻ hôm nay sẽ gồm có 3 phần. Phần đầu tiên là em sẽ giới thiệu về mã vạch cũng như là cái tầm quan trọng của mã vạch ứng dụng ở trong bán hàng. Thứ hai là em sẽ giới thiệu những cái thiết bị cơ bản dùng cho một cái cửa hàng, cái shop thời trang, shop online để anh chị có thể dùng để bán hàng. Thứ ba là em sẽ giải đáp những cái thắc mắc của anh chị trong quá trình anh chị là mở cửa hàng cũng như là những thắc mắc về mã vạch để có thể hỗ trợ cho mình. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu về mã vạch. Thì anh chị ở đây thì sẽ có nhiều người thắc mắc về mã vạch, và trên những cái sản phẩm như vậy nó sẽ có những cái mã vạch nha. Tự nhiên có thắc mắc là không biết là dùng để làm gì. Thì mã vạch ở đây nó giống như là một cái chứng minh nhân dân của hàng hóa. Thì mỗi cái hàng hóa như vậy sẽ có một cái số mã vạch khác nhau. Đây nó giống như là một cái chứng minh nhân dân như vậy nè. Đây là trên những cái hộp, và đây là những cái chai nước suối, nó sẽ có những cái mã vạch như vậy. Nó là một cái chứng minh nhân dân của hàng hóa, dùng để phân biệt giữa cái hàng hóa này với hàng hóa khác. Hay nói cách khác là nó sẽ giúp là định danh cái sản phẩm, xác định cái sản phẩm đó. Để trong quá trình mình bán hàng mình có thể phân biệt được sản phẩm này và sản phẩm khác không qua cái mã số. Mã số cái mã vạch ở trên đây. Thì ứng dụng cái tầm quan trọng của mã vạch ở trong bán hàng, có nghĩa là ở đây là khi mà anh chị mở một cửa hàng, anh chị bán hàng thì có bao giờ anh chị đã thắc mắc là mình trong kho mình có bao nhiêu mã hàng chưa? Có bao giờ thì đã thắc mắc những cái câu hỏi đó chưa? Những câu hỏi mà khách hàng hỏi là anh chị ơi, cái hàng này ở trong cửa hàng mình còn không? Trong kho mình còn không? Em cần cái mặt hàng như vậy thì anh chị có phải là chạy vô kho tìm, hay là chị là sẽ chỉ cần tìm kiếm ở trên máy tính để có thể biết trong kho mình còn bao nhiêu cái mặt hàng này và có thể trả lời khách ngay lập tức. Anh chị có bị thất thoát trong quá trình bán hàng, có thể là mình xuất nhầm, xuất sót, hay là nhân viên làm sai, đó là những vấn đề gặp phải. Hay là trong quá trình mình bán hàng mình tính tiền nó rất là mất thời gian cũng như là chậm, và thấy chậm khiến là khách hàng chờ, người ta cảm thấy nó không có hài lòng. Thì đó là mã vạch sẽ giúp cho mình giải quyết những vấn đề này một cách nhanh chóng thông qua mã vạch. Nó sẽ giúp là mình là quản lý hàng hóa cách chính xác, giúp tiết kiệm thời gian trong lúc mình bán hàng. Đó là những cái gì chính trong bán hàng. Vậy mình dùng mã vạch ha. Dạ, thì cái mã vạch này mình có thể sử dụng những cái shop online cũng như các siêu thị mini ha, anh chị đều có thể áp dụng được. Thì ở đây nó thấy comment của anh Toàn Trần á, thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình, các bạn xem sẽ liên hệ với anh để hỗ trợ tư vấn cho anh về cái giải pháp tương tự như cái siêu thị mini này. Thì về những cái lưu ý điểm chính đó, là anh cần phải có là tất cả các sản phẩm ở trong cái cửa hàng mình phải đều có mã vạch để quản lý một cách nó đồng bộ, đồng nhất để tránh cái việc thất thoát. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cái giải pháp sử dụng cái bộ bán hàng cơ bản dùng trong là các cửa hàng như cái shop online. Thì sau đây bạn Quý Kỹ Thuật sẽ hỗ trợ cho mình về cái vấn đề này. Dạ, em xin chào mọi người. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu về cái giải pháp mà bên em đang có và có sẵn để giải đáp được những câu hỏi như lúc nãy mà anh Tân nói, đó là làm sao để bán hàng nhanh chóng, kiểm kê tồn kho chính xác cũng như là hiệu quả năng suất trong việc bán hàng online hoặc là các shop bán hàng. Thì em sẽ show cái màn hình máy tính của em lên để cho mọi người cùng xem. Anh chị nhớ quá trình mà mình xem á, có những cái gì mình thắc mắc thì mình hãy comment ha, em sẽ giải đáp cho mình trong buổi live stream này luôn ạ. Chào mọi người, trước khi để mà mình có thể là bán hàng, mình có thể kiểm tra hàng tồn kho hoặc là kiểm kê hàng hóa, thì mình phải có được cái danh mục sản phẩm của mình, danh mục hàng hóa của mình. Thì cái ban đầu của mình phải nhập liệu cái list sản phẩm, những cái hàng hóa mình đang có ở trong shop cũng như đang cần bán. Thì bên em đang cung cấp một cái phần mềm, đây phần mềm của em là phần mềm offline, có thể xài còn đời cho cái cửa hàng của mình. Thì ở đây thì trong phần mềm nó hỗ trợ rất nhiều cái, đó là mình có thể cập nhật tên hàng, mã hàng, giá bán, giá nhập, rồi nhóm hàng, đơn vị tín, tồn kho, đầu kỳ hoặc là mã tổng hợp. Mã tổng hợp ví dụ ở đây là những cái cửa hàng bán quần áo thì mình sẽ có được một loại áo có cùng màu sắc
có cùng cái tên áo mà nhưng nó khác về size, có nhiều size chẳng hạn, thì mình cũng có thể phân biệt ra. Thì phần mềm mình có hỗ trợ ở trong buổi nhập hàng này. Đặc biệt nhập hàng đây mình có thể nhập bằng tay từng cái, hoặc là mình có thể sử dụng đó là nhập luôn 1 lít Excel. Đây thì em sử dụng 1 lít Excel đây, mình có thể tạo nhóm hàng, mã hàng, tên hàng, mọi cái lên đây. Mình cập nhật một phát lên phần mềm luôn, đỡ mất công tốn thời gian, với chỉ cập nhật mất thời gian. Sau khi mình đã nhập được hàng hóa, mình đã có được cái danh sách hàng hóa của mình, thì tiếp theo những cái chức năng sau thì mình sẽ rất là tiện lợi, đó là báo hàng kiểm kê, rồi báo cáo doanh thu doanh số, báo cáo theo hàng hóa, báo cáo theo chứng từ. Thì trong mục chức năng thì bên em sẽ có cái mục báo hàng, đây là cái mục quan trọng nhất. Thì mình có thể là quản lý được khách hàng, ví dụ như là lúc bán hàng mình có thể là bán hàng cho khách lẻ thì mình mặc định là khách lẻ, còn là những khách hàng thân quen, những khách hàng mua nhiều, khách hàng VIP hoặc khách hàng kim cương của mình á, mình có thể lưu lại cái lịch sử mua của khách hàng. Sau này cuối năm hoặc là cuối tháng hoặc cuối quý, mình có thể tra ra được khách hàng đó, sau đó mình có những chính sách giảm giá cho khách hàng. Thì đây em sẽ ví dụ trong người em sẽ thì em sẽ in mã vạch ra, sau đó em sẽ dán lên sản phẩm, sau đó em bán hàng. Đây thì em lúc này em có giới thiệu ở trên phần bán hàng, phần hàng hóa thì mình nhập liệu cái danh sách hàng hóa thì mình có hai cách. Thứ nhất đó là mình có thể tận dụng lại cái mã code có sẵn ở trên sản phẩm. Đây thì mọi người có thể thấy trên màn hình em đang là sử dụng chai nước Lavi, em sử dụng luôn cái mã hàng có sẵn ở trên sản phẩm, mình không cần phải in mã và để giá. Thứ hai, có một số sản phẩm khác biệt mình nhập về hoặc là mình tách lẻ ra mà nó là không có cái mã vật thì mình có thể là tạo một cái mã hàng riêng cho cái sản phẩm đó rồi mình dán lên. Đây thì em đã tạo cái mã hàng lên và in content nó ra. In content rất là nhanh chóng, rất là tiện, dễ, không có vấn đề gì khó khăn cả. Sau khi in ra mình dán lên sản phẩm, mình nhập vào cái phần mềm rồi mình bán hàng. Bán hàng thì cái thao tác bán hàng còn rất là đơn giản hơn. Mình chỉ cần có máy quét. Sau đó em ví dụ như em bán một cái sản phẩm. Đây, em sẽ bán cái sản phẩm này. Đây mọi người có thể thấy trên màn hình. Đây là lúc này là cái giá nhập, giá bán của em thì đơn giá là 4.000. Số lượng 1, ví dụ như chai nước Lavi em muốn bán không phải 1 mà 10 chai thì em cũng có thể là quét mã vạch đến 10 chai. Đây em sẽ bán lại chai nước Lavi nha. Đó thì mình chỉ cần quét cái mã vạch mà này, lúc này mình đã định danh ở trong cái mục hàng hóa. Sau đó là mình chỉ cần là lưu và in new. Rồi sau đó mình chỉ cần in bill, xong rồi đưa khách hàng và thanh toán tiền. Đấy là mình đã xong cái quy trình bán hàng của mình. Sau lúc in bill thì cái tiền sẽ từ bung cách ra, thì nhân viên bán hàng có thể là lấy tiền và cắt tiền, hoặc là có thể là khối tiền lại cho khách. Sau đó là đây, mọi người có thể thấy là bill in ra có đầy đủ thông tin, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, mà thông tin tên này là mình có thể sửa đổi và có thể theo ý của khách hàng. Rồi dưới này là có đơn giá, rồi tên hàng hóa, mọi cái, tổng giá trị, rồi thành tiền, cũng như là tổng cộng tiền hối cho khách đều có hiển thị ở trên bill. Phần mềm bán hàng của bên em có một điều đặc biệt nữa. Đó là mình có thể là, tại vì phần mềm này là hỗ trợ tốt nhất cho bán hàng, nên thành ra lúc mình nhập hàng mình có thể thiếu sót một số mặt hàng mình chưa có nhập vào ban đầu. Thì trong lúc mà mình tiến việc, mình có thể nhập ngay tại thời điểm đó để có thể là tốt nhất cho việc bán hàng. Em ví dụ như là một món hàng nào đó mà mình chưa có nhập sẵn ban đầu mà mình cần tiến tiền cho khách, không là mình sẽ quay lại cái mục hàng hóa để mình nhập hàng thì nó mất thời gian.
ví dụ như mình có thể là nhập hàng ngay tại đây rồi bán, rồi tính tiền bán ngay tại tại cái phiếu bán hàng này. Sau khi mình bán hàng thì cái bước quan tâm nhất của các chủ shop đó là mục kiểm kê và mục tồn kho. Thì em sẽ vào mục tồn kho. Thì trên mục tồn kho này nó sẽ hiển thị tất cả những cái danh sách mặt hàng của mình đang có trong kho, cũng như là số lượng tồn. Mọi người có thể thấy trên màn hình số lượng tồn, nhóm hàng hiển thị đầy đủ mọi thông tin. Thì đây là trong mục tồn kho, mình có thể xem, mình có thể biết được phía trong mình còn tồn bao nhiêu hàng để mình đẩy hàng tồn kho, hay là mình có những cái chính sách khuyến mại giảm giá gì đó cho những hàng mà tồn lâu. Hoặc là nếu mà ví dụ mà khách hàng có hỏi là anh cần mua 100 chai nước khoáng đi, thì mình muốn là kiểm tra xem trên phần mềm có còn đủ không để mình báo hết luôn, đỡ mất công chạy vào đếm, thì mình có thể là search ở bên này, mình đánh những nước là nó sẽ kiếm ra được hai loại nước khoáng và nước suối, thì mình có thể kiếm được cái số lượng tồn ở bên này rất là nhanh chóng, không cần phải vào đếm từng chai để mất thời gian cho nhân viên bán hàng cũng như là mất thời gian cho chủ shop hoặc là chủ quầy cửa hàng. Với lại trong phần mềm của bên em cũng có thêm một mục báo cáo. Trong báo cáo này có một số chức năng mà quan trọng chính, đó là gồm báo cáo xuất nhập, tồn kho, như cũng như là báo cáo bán hàng. Trong báo cáo bán hàng thì nó sẽ thể hiện là theo khách hàng hoặc là theo chứng từ, theo hàng hóa, tùy theo khách hàng muốn xem cái gì. Thì mình sẽ báo cáo xem báo cáo, ví dụ như em theo khách hàng thì khách hàng đây, khách hàng quyết là tổng, đây là tổng số lượng tiền mua, đây là tổng bộ khách hàng mà mua được từng đại tiền, để mình biết được mình có thể là áp dụng những cái chính sách khuyến mại hoặc là có được giảm giá chiết khấu cho khách hàng thân quen. Những khách hàng mà hay mua, thường xuyên mua của mình có thể lưu lại trên phần mềm, phần mềm có thể lưu lại hết rồi tổng hợp xuất ra báo cáo cho mình, thì nó rất là tiện. Mình có thể xuất theo hàng hóa, ví dụ như mình muốn biết là trong tháng này hoặc là trong tuần này cái hàng nào bán chạy nhất, để mình có thể biết được mình stock kho để không phải bắt con nhập về lâu rồi để kỳ hoạt cho việc bán hàng, lúc nào mình kho mình cũng đầy. Thì đây là xuất theo một giật, số lượng 22, bán được 2, sữa tươi bán được nhiều, đó là 26, thì mình biết được là sữa tươi trong tháng thường thường người ta sẽ mua trung bình từ bao nhiêu đó, mình có thể là stock kho của hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Trong này có thêm một cái báo cáo nữa, đó là báo cáo kinh doanh. Em sẽ vào xem cho. Báo cáo kinh doanh thì nó tính được cái số tiền lãi lộ cho mình. Đây là cái tiền doanh thu. Doanh thu này là chủ yếu là đến từ doanh thu mua hàng, là doanh thu bán hàng, chị lỗi. Đây là doanh thu bán hàng, cái tổng số tiền bán hàng của mình thì nó hiển thị thế này. Rồi chi phí thì nó trừ tất cả các chi phí ra, đó là chi phí hàng vốn, rồi chi phí mà mình chiết khấu cho những khách hàng thân quen thì nó cũng còn vào đây, hoặc là mình giảm giá khi bán hàng, rồi là khách trả lại hàng thì nó phải trừ ra, sau đó nó sẽ tính ra được cái lợi nhuận. Thì mình có thể ở thế này, mình chủ shop có thể vào đây để xem, để biết được cửa hàng đó có làm ăn hiệu quả không, rồi có những cái giải pháp về hàng tồn kho, stock kho hay là những giải pháp khác để cửa hàng có thể là hoạt động tốt nhất, tính nhập những cái hàng mà bán thế để hết đát hay là gì để bất công. Thì phần mềm bên em cũng có những chức năng chính sao như vậy, nếu mà anh chị có quan tâm thì bên em sẵn sàng là demo cũng như là để anh chị xài thử xem có phù hợp với cái mô hình sử dụng của bên mình không. Này em vừa giới thiệu sơ qua một số chức năng chính, còn một số chức năng phù trong như là in mã vạch, rồi hỗ trợ trong nhấn mục trong chức năng hỗ trợ nhập hàng và xuất hàng bán, xuất hàng trả thì em cũng không giới thiệu kịp. Nếu anh chị có quan tâm thì bên em sẵn sàng có thể liên hệ một bữa để hai bên có thể là bên em sẽ cung cấp phần mềm cho anh chị sử dụng thử xem có phù hợp. Rồi thì bạn Quyết đã có giới thiệu cho mình một cái bộ bán hàng cơ bản là những cái shop online cũng như là các cửa hàng cũng như là cái siêu thị mini, thì anh chị có thể tham khảo những cái thao tác hoàn toàn là dễ dàng cho mình sử dụng. Thì ở đây có thấy một số câu hỏi, ví dụ chị Hằng Nga, phần mềm giá như thế nào? Thì hiện tại bên em đang hỗ trợ cái giá rất là ưu đãi những shop thời trang, vì đang trong mùa dịch Covid-19 như vậy nên là đa số thì mọi người đang gặp một cái khó khăn nhất định, thì là bên em đang có chính sách hỗ trợ cho các shop thời trang.
cái giá ưu đãi nhất thì anh chị hãy inbox trực tiếp vào fanpage ha, bên em sẽ hỗ trợ cái mức giá ưu đãi cho mình ạ. Chị Trần Ngọc là chị có hỏi là sử dụng bộ bán hàng này có khó không, thì em cũng trả lời luôn là về những cái thao tác sử dụng phần mềm thì nó cơ bản, rất cơ bản, bên em đã tối luôn nó đơn giản nhất để cho các shop cùng sử dụng. Trong quá trình em có làm và cũng tham khảo ý kiến từ khách hàng, cũng phải ngồi qua lại thì lại có chỉnh sửa cái phần mềm, và đây là các bạn tinh giản nhất và đơn giản nhất để giúp người dùng sử dụng một cách nó trực quan và nó hiệu quả nhất. Em cũng trả lời thêm cho chị Trần Ngọc đó là việc sử dụng phần mềm khó không, thì lúc mà bên em bàn giao phần mềm cũng như thiết bị phần cứng thì bên em sẽ hỗ trợ, sẽ hướng dẫn, chỉ có kỹ thuật bên em sẽ qua tận nơi sẽ hướng dẫn cho bên mình sử dụng phần mềm đến lúc nào mà thông thạo nhất thì bên em mới nghiệm thu phần mềm đó, cũng như là trong quá trình sử dụng bên em sẵn sàng hỗ trợ thì từ xa hoặc là sẵn sàng hỗ trợ chị liền để chị có thể thao tác phần mềm tiện lợi nhất thông qua các ứng dụng để hỗ trợ từ xa hoặc là có thể đến tận nơi để hỗ trợ bên mình, để bên mình có thể là sử dụng ok nhất cái phần mềm này. Dạ, em có thấy anh Trương Công Hải là bộ bán hàng, bộ công cụ này phù hợp cho các shop và tiệm tạp hóa, thì cái này đều sử dụng được nha, bởi các shop online, shop thời trang nè, cái cửa hàng bán lẻ, các shop, các tiệm tạp hóa thì bên em đều đang cung cấp chung một bộ như vậy, anh chị có thể sử dụng chung được hết ạ. Anh chị có những cái thắc mắc, những cái câu hỏi nào anh chị cứ comment ha, và cái livestream này em sẽ trả lời ạ. Thì ngoài những cái giải pháp về cho các cửa hàng cũng như là các shop online, các cửa hàng bán lẻ, thì bên em cũng cung cấp các giải pháp về quản lý kho, giải pháp về quản lý tài sản cũng như là check in sự kiện, nên chị có thể inbox trực tiếp vào fanpage hoặc liên hệ với số hotline bên em 1900 3438, thì bên em có thể là hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí ạ. Anh chị có liên hệ với các bạn xem em sẽ tư vấn với bạn ạ. Dạ, chị Trần Ngọc có hỏi lại là em ở thành phố Hồ Chí Minh, mình có hỗ trợ lắp đặt tận nơi và hướng dẫn sử dụng tại chỗ không anh? Dạ, cái này có chị ơi, bên em trong nội thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các tỉnh thì bên em đều hỗ trợ là xuống tận nơi hướng dẫn sử dụng nha, đều là hướng dẫn cho người dùng sử dụng khi nào thành thạo về phần mềm thì bên em mới về ạ. Và các thao tác về phần mềm, phần cứng cũng em sẽ hỗ trợ sử dụng hết ạ. Anh Long có hỏi là quản lý được là maximum bao nhiêu item thế ạ? Thì cái này là bạn Quyết sẽ trả lời cho anh Long cái câu hỏi là quản lý được tối đa là bao nhiêu cái item. Dạ, em xin chào anh Long. Thì em cũng giải đáp thắc mắc của anh luôn. Thì cái mặt hàng này mình có thể liệt kê ra rất là nhiều. Tại vì cái dung lượng bộ nhớ không phải nằm ở phần mềm mà nằm ở máy tính của mình. Nên mình có thể lưu được 100 sản phẩm, 1.000 sản phẩm, có thể là 10.000 hoặc là 100.000 sản phẩm tùy theo cái số lượng sản phẩm của bên shop bán hàng của mình hoặc là bên cửa hàng của mình đang có, mình có thể lưu tất cả, nó không ảnh hưởng đến phần mềm vận chạy ổn định. Nếu anh có thắc mắc gì thêm cứ comment, bên anh sẽ trả lời thêm. Vậy mà thấy anh Lương có hỏi là phần mềm tính phí một lần hay hàng tháng, thì ở đây phần mềm em là phần mềm offline nên là chỉ tính phí một lần nha, không có phí gia hạn hàng tháng ạ. Anh sẽ mua một lần và dùng mãi mãi ạ. Các chị có thắc mắc gì về cái phần mềm bán hàng không ạ? Để có thể là mình quyết hỗ trợ thêm cho mình. Tại vì trên cái em demo nên em lúc mà em nhập hàng thì em nhập một vài sản phẩm thôi. Còn lúc mà bên anh chị có nhiều sản phẩm bên anh chị có thể nhập hết tất cả các list sản phẩm nên không sao. Anh chị hãy đặt những câu hỏi về mã vạch, về phần mềm bán hàng và căn hộ thôi ạ. Bên em sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho mình ạ. Anh Liên Nguyễn, anh có kêu là bạn giới thiệu sơ qua phần mềm quản lý kho giúp mình với. Dạ, tại cái buổi livestream ngày hôm nay là em giới thiệu về cái bộ bán hàng cho các cái shop online cũng như là cái
cửa hàng bán lẻ nên là em sẽ hỗ trợ tư vấn cho mình qua Facebook nha. Tại cái buổi hôm nay về cái buổi mà quản lý kho thì là sắp tới bên em có sẽ tổ chức một cái buổi là giới thiệu về cái phần mềm quản lý kho, là bên em sẽ tư vấn trước cho anh qua Facebook kìa. Rồi đó buổi sau là theo dõi thêm thì sẽ có thêm những cái chia sẻ cụ thể hơn để các bạn thấy rõ hơn về cái quản lý kho này. Em cảm ơn anh Lê Nguyễn ạ. Ở đây có hai câu hỏi là của chị Thanh Xuân và anh Long, là tính bảo mật có cao không ạ? Và anh Long có câu hỏi là cúp điện thì sao ạ ơi? Thì cái này là bạn Quý sẽ hỗ trợ giải đáp các thắc mắc cho mình ạ. Dạ, em cảm ơn anh Long, câu hỏi rất là hay. Là nếu mà mình cúp điện thì tại vì cái phần mềm này đang xài trên máy tính của mình, nếu mà chỉ xài máy tính bảng thì nếu mà cúp điện thì không thể tính tiền được. Nhưng anh chị có thể là dự phòng có một cái laptop, anh chị có thể cầm laptop ra. Mình có thể là ví dụ như mình đang xài một cái máy tính bảng cúp điện, mình có dự phòng, hoặc là máy tính cá nhân của mình đang có một cái laptop, mình có thể mang ra. Tại vì của em đang sử dụng phần mềm offline cắm trên token, nên anh chị có thể là rút cái token từ bên cái máy tính bảng cắm vào máy tính laptop, mình có thể tính tiền cho khách ngay tại thời điểm đó. Tại vì máy tính laptop nào nó cũng có pin, thì nó cũng có thời gian lưu trữ, nó cũng có cái thời lượng để mình có thể hoạt động qua được cái thời gian cúp điện đó, thì mình có thể sử dụng được ở trên laptop mình. Tại vì offline mình có thể là cắm cái token ở các máy tính khác nhau, nhưng một lần cắm nó chỉ được một máy tính sử dụng, nên thành ra mình có thể đổi cái dữ liệu, mình có thể lấy backup từ bên, lấy cái file backup từ bên cái file của máy tính bảng PC, mình có thể copy cầm kèm theo cái token của em cắm qua, thì cái dữ liệu mình cũng có đầy đủ hết, tất cả dữ liệu mua bán cũng như là danh mục hàng hóa cũng như lịch sử mua bán từ trước nó đều nằm ở laptop. Cũng là như nếu mà mình không xài laptop đó, mình cắm qua PC thì những điều nó vẫn nằm ở PC, nó không bị mất của mình đâu. Dạ thì tốt nhất là anh chị nên đem vào cho cửa hàng của mình một cái bộ lưu điện dành cho cái quầy tính tiền, để trong quá trình cúp điện thì mình vẫn có thể đảm bảo cái an toàn tính tiền cho khách hàng. Nên là tốt nhất là anh chị nên một cái bộ lưu điện thì nó vẫn có thể là duy trì cái an toàn bán hàng của mình và anh chị sử dụng laptop ạ. Đó là phần mềm của bên em cũng rất là nhẹ nên cũng không cần tới máy tính phải cấu hình cao hay là gì, chỉ cần những máy tính mình đang sử dụng văn phòng bình thường cũng có thể xài, mà máy tính ở nhà cũng có thể xài. Dạ em chào chị Thanh Xuân, chị có hỏi chị có hỏi về tính bảo mật của phần mềm. Thì hiện tại lúc này là em mở sàn lên cái trang chủ của phần mềm, nhưng lúc mà mọi người muốn để đăng nhập vào phần mềm để sử dụng phần mềm thì mình phải có tài khoản đăng nhập đó, cũng có thể mình có thể chia quyền phân theo user, nghĩa là nhân viên bán hàng thì mình có thể là phân quyền cho nhân viên bán hàng chỉ được phép vào bán hàng, rồi chỉ được phép vào xem nhật ký của bán hàng, báo cáo cũng theo tùy theo báo cáo là báo cáo theo khách hàng để biết được khách hàng đó là khách hàng VIP hay khách hàng gì, thì mình có chiết khấu giảm giá cho khách hàng. Còn nếu mà có phân quyền admin thì quyền admin có được tất cả các loại quyền, hoặc là có phân quyền cho một cái tài khoản thì có được phép là nhập kho hay gì đó, mỗi người một tài khoản riêng sử dụng chung một cái phần mềm, chứ không có phải là một người vào có thể sử dụng tất cả các mọi cái, như vậy thì không hay. Thì ví dụ như là giá vốn hay là giá nhập gì đó thì chỉ có là chủ shop mới được phân quyền để được vào xem được, vào nhập được, và sửa giá gì đó thì các nhân viên bán hàng mình không có thể sửa được, tại vì mình không có tài khoản riêng. Lúc mà mình sử dụng phần mềm thì chủ shop hoặc là chủ cửa hàng, chủ siêu thị mini, người ta sẽ tạo ra những cái tài khoản khác nhau, tài khoản nhận riêng cho bán hàng, tài khoản nhận riêng cho kho nhập hàng, tài khoản nhận riêng cho bộ phận kiểm kê, để mình có thể sử dụng một người một công việc. Lúc mà vào tài khoản đó thì mình sẽ không biết được những cái chức năng cũng như những cái con số báo cáo của những cái tài khoản khác. Dạ, em xin trả lời câu hỏi của chị Thanh Xuân. Dạ rồi, anh Long có hỏi là một câu là công ty mình có 12 cửa hàng rải rác khắp Việt Nam, thì là vậy mình phải mua một lần hay 12 lần? Hiện tại bên em đang cung cấp cái phần mềm bán hàng này là bản offline và chỉ sử dụng cho một cửa hàng. Thì nếu anh có 12 cửa hàng khắp Việt Nam sẽ phải mua 12 bản phần mềm. Nhưng mà ngoài ra thì bên em cũng có phần mềm online cho cái việc bán hàng, thì là anh có thể là trả cái gói cước duy trì hàng tháng. Nếu là phần mềm online thì phải trả cái gói cước duy trì hàng tháng, thì có thể anh sẽ sử dụng quản lý cho tất cả 12 cửa hàng của mình.
Dạ anh Long có thể là bên bạn xe bên em sẽ liên hệ tư vấn thêm cho Long về cái phần mềm online này ạ. Dạ thời gian triển khai mất bao lâu vậy? Anh Luân Trương có hỏi ạ. Dạ thời gian triển khai của cái bộ bán hàng này bên em có thể triển khai trong vòng một buổi à, để có thể là xong, có thể mình có thể là hoạt động mà mình sử dụng được rồi. Trong một buổi bên em sẽ vừa setup và hướng dẫn cho các nhân viên của bên anh không ạ? Dạ hỗ trợ nhập liệu thì là bên em sẽ hỗ trợ nhập liệu những cái sản một số sản phẩm để bên mình làm mẫu theo ạ. Và ngoài ra ví dụ anh muốn nhập liệu hàng loạt thì là có sẽ có nhập liệu bằng file Excel thì nó sẽ tiết kiệm cái thời gian của anh hơn ạ. Anh có thể nhập liệu theo cái file Excel định dạng mẫu ở trên phần mềm, anh cứ nhập liệu theo file Excel đó ạ. Nó sẽ tiết kiệm thời gian cho mình hơn anh không ha. Ở đây anh có thấy là cái comment của anh Quang là hỏi là phần mềm của mình có tích hợp với các cái phần mềm quản trị khác trong doanh nghiệp được không? Thì cái này là mình quyết sẽ hỗ trợ cho anh Quang ha. Dạ, anh xin chào anh Quang. Thì hiện tại cái phần mềm em đang giới thiệu bên đó là một phần mềm offline để sử dụng cho chủ yếu cho các khách hàng đó là shop bán lẻ cũng như là shop thời trang, cửa hàng, tạp hóa. Còn nếu mà em muốn sử dụng một cái phần mềm có thể tích hợp được phần mềm ERP có thể tích hợp được với những cái phần mềm khác của các doanh nghiệp thì bên em cũng có một đội để phát triển những phần mềm đó tích hợp, nghĩa là cái phần mềm này không thể sử dụng để tích hợp với của bên em, nhưng bên em cũng có những cái giải pháp khác, những cái phần mềm khác để có thể là tích hợp. Em có thể là xin thông tin của anh và có thể tư vấn thêm về cái này, tại vì cái buổi live stream này thì hiện tại là em chỉ đang giới thiệu về cái phần mềm offline cũng như là các đối tượng bán hàng của bên em, đó là shop bán hàng cũng như siêu thị mini, cửa hàng thời trang, những shop bán lẻ. Còn nếu những doanh nghiệp lớn thì bên em cũng có làm, nhưng hiện tại cái bộ này thì không thể tích hợp. Bên em sẽ giới thiệu cho em sẽ vào nhắn tin Facebook hoặc là tương tác lên qua Zalo để có thể hỗ trợ và có thể giới thiệu về những cái phần mềm khác có thể tích hợp với các doanh nghiệp cho em sau. Dạ em giới thiệu lại ha, phần mềm cái hôm nay là em giới thiệu cái bộ bán hàng dành cho shop online, cái cửa hàng bán lẻ, cái tiệm tạp hóa, cái shop thời trang, những cái quy mô kinh doanh về nhỏ và lẻ thì là sẽ phù hợp với là cái bộ bán hàng này. Đối với những cái doanh nghiệp mà cần những cái bộ bán hàng nó đi theo cái tính hệ thống cho một cái chủ doanh nghiệp thì là sẽ có những cái bộ bán hàng khác cũng như là cái phần mềm nó nâng cấp hơn để mà có thể sử dụng cho doanh nghiệp của mình ạ. Anh chị đã có nhu cầu cũng cứ liên hệ trực tiếp với lại số hotline bên em 1900 3438 ạ. Bên em các bạn xem sẽ tư vấn hỗ trợ miễn phí ạ, cũng như là trực tiếp inbox và fanpage này. Anh Long có hỏi lại một câu là shop mình bán cốc tài lộc chỉ có 5 item thôi thì có cần dùng mã vạch không? Thì bạn Quyết sẽ hỗ trợ cho anh Long cái này. Dạ chào anh Long, thì ví dụ như mà anh chỉ có 5 item, 5 sản phẩm thôi á thì mình có thể là nó ít nên mình không cần phải in mã vạch ra, thì mình tiết kiệm và mình đỡ chi phí một cái máy mã vạch. Thì mình muốn bán hàng nhanh chóng thì mình có muốn hoặc là muốn quản lý cái hàng số lượng hàng tồn kho, mình vẫn sử dụng phần mềm. Trên phần mềm mình có thể đặt 5 cái item thành 5 mã khác nhau, thì mình có thể là in ra 5 cái mã vạch item giá lên trên bảng, lúc mà tính tiền cái item nào, cái mã hàng hóa nào mình quét vô, nhập số lượng bán, nhập số lượng bán, mình có thể tạo cái item ở trên phần mềm, sau đó bán thì bán xong nhập hàng và bởi vì đó mình cứ nhập lên phần mềm, thì cuối cùng trong cái mục tồn kho, mục báo cáo thì mình cũng có thể xuất hiện hết, có thể là mình nắm được hết. Dạ rồi anh Long có những còn những cái câu hỏi thắc mắc nào không? Anh Long comment ha, là bên em sẽ hỗ trợ giải đáp cho mình. Anh Quang có hỏi là khách hàng như thế nào là sẽ là đối tượng phù hợp sử dụng bộ sản phẩm này? Thì em xin nhắc lại là những khách hàng là những cái shop nhỏ lẻ, những cái shop thời trang, cái tiệm tạp hóa, những shop bán hàng, cái phụ kiện nè, cái shop online là mình đều có thể sử dụng cái bộ bán hàng này để mình bán hàng ạ. Dạ em cũng xin bổ sung thêm cái câu trả lời với anh Quang, đó là nếu cái phần mềm này của em áp dụng cho những shop nhỏ lẻ, những cửa hàng thời trang, nhưng nguyên dàn một phần cứng này thì có thể là tích hợp được với tất cả những cái doanh nghiệp lớn hoặc là cái chuỗi cửa hàng, nhiều chuỗi cửa hàng
một cửa hàng có nhiều cửa hàng chi nhánh khắp cả nước thì cái bộ phận cứng này cũng có thể là tích hợp được với các phần mềm của họ, thì mình có thể sử dụng một phần mềm cho chuỗi cửa hàng nhưng mình cũng có thể sử dụng luôn cái bộ phận cứng này để mình sử dụng. Vậy các chị còn những cái câu hỏi thắc mắc này ạ, các chị hãy comment ha. Và livestream này thì em sẽ hỗ trợ cho mình ạ. Thì ngoài những cái giải pháp về bán lẻ như vậy, về cái giải pháp bán lẻ dành cho các shop thời trang, shop bán hàng, shop online, thì bên em còn cung cấp cái giải pháp về quản lý kho, giải pháp về quản lý tài sản, check-in sự kiện, giải pháp RFID thì mọi người là có thể là liên hệ để bên em hỗ trợ tư vấn ạ. Nên là giờ bên em giới thiệu phần mềm hơi nhiều, chắc em giới thiệu sơ qua về một số thiết bị phần cứng cho để mọi người có thể nắm cho cái shop của mình hoặc là cửa hàng của mình cần những cái phần cứng nào. Em ví dụ nếu như mình sử dụng luôn những cái sản phẩm như có mã vạch, mình không có sản phẩm nào mà không có mã vạch mình tái sử dụng lại tất cả thì mình không cần cái máy in mã vạch. Nếu như cái sản phẩm mình mà không có mã vạch sẵn, mình muốn quản lý nhanh chóng, quản lý đơn giản, có thể bán hàng với lại tiết kiệm thời gian, người ta nhân viên bán hàng không cần phải nhìn vào tra, nhìn vào giá, thì cần tích thì điều ra và thứ điều rất là chính xác. Thì mình cần thứ nhất đó là một máy in mã vạch, mình chạy in mã vạch dán lên sản phẩm. Thứ hai đó là máy tính tiền đó là máy quét mã vạch. Thì lúc ra gây cái quầy tính tiền thì nhân viên bán hàng sẽ tích vào những cái sản phẩm đã có mã vạch hoặc là mình dán mã vạch lên. Thứ ba đó là mình in bill ra cho khách hàng, mình nhìn nó rất là chuyên nghiệp, với lại mình có thể là lưu bill lại cuối ngày, mình có thể kiểm tra so sánh với phần mềm đó, thì mình có thể là sử dụng máy in bill. Thứ tư đó là cái từng tiền, thì cái từng tiền thì có thể là để mình dự tiền hoặc là phân loại tiền để có thể phối tiền khách nhanh chóng, tại vì trong cái từng tiền nó có nhiều ngăn khác nhau, mình có thể để tiền vào trong kiếm tiền để mình không có để làm cản trở cho việc bán hàng. Ví dụ trong giờ cao điểm Tết lễ mà khách hàng đứng thân dài chờ mà tính tiền lâu quá thì cũng là mất một cái ấn tượng xấu không đẹp, cũng như là khách hàng không mong muốn cái điều đó xảy ra. Mình có thể sử dụng bộ bán hàng này thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như là công sức, cũng như là tạo được những cái thân thiện ấn tượng tốt đẹp với khách hàng. Khách hàng có thể quay lại mua hàng với cửa hàng của bên mình. Cũng rất là chuyên nghiệp, không phải là tính tiền bằng tay hay là gì cả, mọi thứ đều máy móc, cũng rất là chính xác. Vừa rồi để tiếp tục cái giải đáp cái thắc mắc thì anh Việt, anh Việt có hỏi là anh có thể sử dụng bộ bán hàng này để in mã vạch đơn từ các trang thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada không? Thì cái bộ bán hàng này đều có thể sử dụng cho cái in các mã vạch đơn cũng như là quản lý các đơn hàng trên các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Tiki, Lazada nha. Anh Việt ơi, cái này là điều hỗ trợ tích hợp được với lại cái phần mềm cái đó nè, anh thể sử dụng cái bộ phần cứng này và có thể là sử dụng với cái trang thương mại điện tử đó. Anh Quang có hỏi là khách hàng tiềm năng thì những câu hỏi nào, thì em giải đáp thắc mắc của anh Quang luôn. Thì những cái câu hỏi anh đặt ra để mà khi gặp một khách hàng á, thì là em sẽ hỏi là cái khách hàng đó đang quản lý hàng hóa như thế nào, bằng tay hay là bằng Excel hay là quản lý bằng một cái phương pháp thủ công như thế nào. Tại vì hiện tại bên em cái bộ bán hàng này đang quản lý bằng phương pháp là mã vạch, nó hoàn toàn là một cách là tự động, chứ không phải là mình thủ công và mình đếm từng cái một ghi sổ hay là mình theo dõi trên file Excel, thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Đó là một cái cách mà em thường tiếp cận với khách hàng. Cái thứ hai là thường thường khách hàng sẽ một số các tiệm tạp hóa thì người ta sẽ có những mặt hàng có sẵn rồi, nhưng mà khi tính tiền á thì người ta phải là đếm và bao nhiêu mặt hàng, người ta ghi ra một cái tờ giấy rất là nhỏ như vậy, người ta liệt kê và người ta cộng lên trên xuống như vậy, nó sẽ không có chính xác, còn nhiều lúc là nó thiếu sót mà người ta là không biết. Nên là một số cái khách hàng mà có thể sử dụng bộ bán hàng này được là những cái shop mà liên quan tới việc quản lý hàng hóa, nó chi tiết nó nhiều và mình bán hàng ra vào trong này rất là nhiều, thì sẽ cần cái bộ bán hàng này để là giúp một cái bán hàng một cách nhanh chóng cũng như là tránh thất thoát hàng hóa và kiểm kho của mình một cách chính xác và hiệu quả. Thì đó là cái bộ bán hàng này nó sẽ giúp các khách hàng mang lại những cái hiệu quả như vậy. Với lại thêm một bán hàng nó có một cái lợi ích nữa dành cho những cái chủ shop. Ví dụ như mình có nhân viên bán hàng, nhưng nhiều chủ shop hoặc là nhiều chủ tạp hóa là về luôn luôn ở nhà,
Tại vì nhiều nhân viên bán hàng mới người ta không biết là lời cái miếng combo này giá tiền bao nhiêu, lời hộp sữa này giá tiền bao nhiêu. Mình luôn luôn ở đó để giải đáp những thắc mắc cho nhân viên bán hàng mới. Nhiều sản phẩm mới quá, nhân viên bán hàng người ta không biết giá bao nhiêu. Thì nếu mà không có bộ bán hàng này thì nhân viên không biết để mà tiết tiền. Thì nếu có bộ bán hàng này rồi thì nhân viên chỉ cần tích vào bảo mật mọi cái, mọi giá tiền hoặc là mọi cái thông số thì phần mềm sẽ hiển thị ra, nhân viên cứ việc thế tính tiền rồi báo cho khách lĩnh tiền tiền, không cần thiết phải chủ shop hoặc là chủ cửa hàng tạp hóa shop thời trang phải ở tận nơi để có những cái trường hợp không biết giá gì đâu. Nhân viên họ chỉ cần chủ shop nhập liệu ban đầu, nhập liệu vào hết mình khảo khảo ra mới về, mình nhập liệu vào hóa, nhập liệu đầy đủ thì chỉ cần nhân viên, chỉ cần có nhân viên thôi bán, không cần thiết là chủ shop phải ở tận nơi để hỗ trợ nữa. Để gần thời gian mình có thể làm việc khác, có thể làm nhiều cái khác, nó cũng những điều lớn này. Tại vì có một số cái cửa hàng tạp hóa như một số shop lễ thì là bán hàng, nhân viên bán hàng lúc nào cũng phải có một người chủ ngồi đó và sẽ tính tiền, lúc nào nhân viên cũng bán hàng cho khách và cầm tiền đưa vô cho chủ và chủ sẽ thối tiền và kiểm tra là có đúng chính xác là cái món món hàng đó giá tiền đó và thối lại tiền bao nhiêu, nên nó sẽ mất cái thời gian là người chủ luôn phải ở cửa hàng. Thì cái bộ bán hàng này giúp là nhân viên bán hàng một cách chính xác và không có tránh bị sai sót, và người chủ cũng được thoải mái và không phải lúc nào mở cửa hàng và theo dõi nhân viên của mình để tránh cái trường hợp là người ta phải làm những công việc khác, thì nó sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho các chủ shop của mình. Anh Phát Lâm có hỏi là hàng cần theo dõi bảo hành được sử dụng phù hợp không? Thì bạn quý hỗ trợ cho anh Lâm đi. Anh Lâm theo anh Lâm bán cái thiết bị điện tử không ạ? Thiết bị điện tử theo dõi không? Giờ chào anh Lâm, thì hiện tại mà thiết bị điện tử á, mình sử dụng cái này để mình bảo hành thì vẫn có thể được. Thì em ví dụ nha, ví dụ như lúc mà anh nhập hàng, nhập tất cả những cái danh mục hàng hóa của mình vô thì một cái số seri thiết bị điện tử rồi có số seri. Số seri thì mình đặt làm nó là mã hàng. Số seri thì mình đặt làm nó là mã hàng. Sau đó là lúc mà xuất bán hàng cho khách thì nó có lưu lại cái lịch sử báo. Là ví dụ như sau mà khách cần bảo hành, mình chỉ cần yêu cầu khách là anh cho em xin cái số seri của thiết bị điện tử của mình, hoặc là mình sẽ có thể là vào trong vào mục kiểm tra bán hàng, mình quét hoặc là mình nhập lại cái số seri đó thì nó sẽ dò ta ra cái đó là khách hàng vào mua cũng như là thời gian bán, giá tiền bao nhiêu, thì mình có thể là tự tính toán được cái thời gian bảo hành. Cái này là mình phải tự tính toán thời gian bảo hành nhá, nó có hiển thị được cái thời gian mà mình bán cho khách hàng, thời gian mà mình xuất hàng. Còn mình muốn bảo hành 1 năm 2 năm gì đó thì mình nhìn ra thời gian đó thì mình biết được ok cái sản phẩm này còn bảo hành, anh gửi vào em có thể bảo hành cho anh, hoặc là hết hàng bảo hành anh gửi vào em đang sửa chữa tính phí hoặc là gì cả gì đó thì mình có thể là lưu ở thế này. Dạ, còn mình thì có thể là mình tra cứu lại cái lịch sử những cái phiếu xuất kho của ngày hôm đó mình đã xuất, thì anh thể căn cứ vào cái thời gian trên cái phiếu xuất kho đó và anh tính toán lại là cái thiết bị nó còn bảo hành hay không và anh bảo hành cho khách ạ. Anh có thể căn cứ vào cái phiếu xuất kho, tại vì bên cái phần mềm sẽ có cái mục báo cáo về cái mục là phiếu xuất kho, nên là anh có thể theo dõi. Chị Thanh Xuân có hỏi là em đang bán hàng trên Tiki thì có dùng phần mềm này được không? Thì hiện tại chị đang bán hàng trên Tiki thì chị có thể là sử dụng bộ bán hàng này được ạ. Chị có thể sử dụng cái thiết bị phần cứng để mình in từ các mã vận đơn từ trên Tiki, và chị kết hợp sử dụng cái phần mềm bán hàng này để chị quản lý cái hàng tồn ở trong cái shop của mình cũng như là trong cái kho của mình chị ha. Dạ, anh Quang có hỏi là giá bộ sản phẩm bán hàng này thì hiện tại cái gói sản phẩm bao gồm cả phần mềm, phần cứng và các thiết bị thì là hiện tại bên em đang có chương trình khuyến mãi là giá là 9.999.000 đồng cho các shop bán lẻ như shop online. Anh chị có thể liên hệ vào cái fanpage bên em hoặc là cái số hotline anh có phải cho mình thành đây là các bạn kinh doanh sẽ tư vấn báo giá cũng như là hỗ trợ cái giá tốt nhất cho mình ạ. Dạ, và cái thời lượng chương trình của em thì cũng có hạn ạ. Nếu mà anh chị có những cái thắc mắc nào mà vẫn không chưa giải đáp được thì anh chị có thể là
inbox trực tiếp vào fanpage ạ, thì bên em sẽ có cái bạn sale tư vấn hỗ trợ cho mình ạ. Hoặc là liên hệ cái số hotline là 1900 3438 để các bạn sale bên em tư vấn hoàn toàn miễn phí cho anh chị ha. Dạ anh chị còn những cái thắc mắc nào có thể comment ha, bên em sẽ chủ động inbox cho mình vào trong cái Facebook của anh chị ạ. Anh chị có thể hỗ trợ giải đáp những cái thắc mắc của anh chị hãy inbox ạ. Và cái buổi livestream của em thì em xin kết thúc tại đây ạ. Thì trong mùa dịch Covid-19 như vậy thì là bên em cũng đang có những cái chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho các khách hàng, gọi là các chủ shop online, shop bán lẻ về những cái sản phẩm về thiết bị máy quét, máy in và cái thiết bị về bộ bán hàng. Thì anh chị có thể là liên hệ để bên em hỗ trợ mức giá ưu đãi nhất để hỗ trợ mà mình cùng đồng hành đi qua cái mùa dịch Covid-19 như vậy. Thì chúc anh chị có được nhiều sức khỏe để mình có thể là phát triển cái dự định tương lai trong cái mùa dịch như vậy ạ. Thì nãy giờ có những cái câu hỏi về câu hỏi về những cái thiết bị bán hàng cũng như là cái thiết bị về mã vạch á, thì là sẽ có bên em sẽ lựa chọn lại những cái câu hỏi nào hay nhất thì bên em sẽ liên hệ và tặng cho anh chị những cái phần quà. Thì cảm ơn anh chị đã cùng đồng hành cùng em là Tân và Quyết trong cái buổi livestream ngày hôm nay ạ. Chúc anh chị rất là nhiều sức khỏe để vượt qua cái cơn đại dịch Covid-19 ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Cảm ơn ạ.